Thưa quý vị, tháng 5 năm 2012, Hội nghị Trung ương 5 khóa 11 đã quyết định chủ trương thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị do đồng chí Tổng Bí thư làm trưởng ban để chỉ đạo toàn diện công tác phòng chống tham nhũng trên phạm vi cả nước. Từ đó đến nay, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt và tạo được hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình hưởng ứng, đánh giá cao và cộng đồng quốc tế ghi nhận. 10 năm qua, công tác kiểm tra giám sát của Đảng, thanh tra kiểm toán của nhà nước được tăng cường, phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm, siết chặt kỷ luật kỷ cương, góp phần đắc lực nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó có hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó có 33 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Kết quả đó đã thể hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng và của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai. Nếu như trước kia thì những cái vụ việc lớn thường là rất khó khăn, kéo dài. Thì hiện nay đã các vụ việc của án tham nhũng lớn là đã được xử lý rất là rốt ráo. Và một loạt các cán bộ, trong đó có cả cán bộ cao cấp thuộc Ban Bí thư Bộ Chính trị quản lý, thì cũng đã được xử lý rất là nghiêm minh. Và đặc biệt là chúng ta quan tâm đến cái việc mà thu hồi tài sản tham nhũng, cái tỷ lệ thu hồi tài sản tăng lên cũng rất là nhiều, từ đó chứng minh cho cái hiệu quả của đấu tranh tham nhũng. Các cấp ủy đảng, các đảng bộ từ trung ương tới địa phương đều coi công cuộc chống tham nhũng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Cái sự lãnh đạo của Đảng và sự chuyển biến tích cực của các cấp ủy đảng và toàn bộ đảng viên làm cho công cuộc chống tham nhũng của chúng ta nó có một niềm tin, nó có một nền tảng và nó có một quyết tâm chính trị cực kỳ lớn. Nhưng kết quả quan trọng nhất, có nhiều ý nghĩa nhất, không phải là xử lý được bao nhiêu người vi phạm, mà là rất đúng lòng dân, củng cố được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ. Chúng ta kiên quyết chống tham nhũng là đúng với là tâm tư, nguyện vọng của đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân, làm cho Đảng ta có ý nghĩa cao hơn thôi. Chống tham ô tham nhũng là một cuộc cách mạng. Cách mạng là thay cũ đổi mới, thay xấu đổi tốt. Chống tham ô tham nhũng như vậy á, nó là thể hiện cái tinh thần dân chủ, đưa toàn dân vào cái cuộc chiến chống tham nhũng đó. Cái điều lớn nhất cái có thể nói này, đó là lòng tin của người dân đối với Đảng. Đấy là cái lớn nhất. Sự nghiệp này là của Đảng và của dân. Nhưng nếu không có cái lòng tin đó thì sự nghiệp của chúng ta không thể hoàn thành được. 10 năm qua, công cuộc phòng chống tham nhũng diễn ra ngày càng mạnh mẽ, quyết liệt hơn. Phạm vi phòng chống tham nhũng ngày càng được mở rộng hơn, từ trong Đảng, nhà nước ra ngoài xã hội. Với mục tiêu để Đảng ngày càng trong sạch, đất nước ngày càng vững mạnh, phát triển bền vững. Đây là một cuộc cách mạng mới của dân do Đảng ta lãnh đạo. Chúng ta chống lại cái xấu, chúng ta chống lại những người đi ngược lại với lý tưởng của Đảng và của cả một dân tộc. Cái mục đích cao cả của cái việc chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng để loại ra khỏi đội ngũ các cán bộ đảng viên những cái phần tử không còn xứng đáng cản trở sự nghiệp của đất nước, đi ngược lại lợi ích của Đảng, nhà nước, của nhân dân. Sự ưu việt trong công cuộc chống tham nhũng thời gian qua là tiến hành rất bài bản, minh bạch, với quy trình chặt chẽ, tuân thủ đúng kỷ luật của Đảng, pháp luật của nhà nước, xử lý những việc cụ thể trước mắt để ổn định đại cục lâu dài. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa. Và việc xử lý tuy rất nghiêm khắc nhưng lại rất nhân văn. Quá trình chúng ta xử lý đó, chúng ta cũng rất là nhân văn, làm cho người ta tâm phục khẩu phục. Đó. Và chúng ta vẫn nói rằng là cái việc xử lý đấy là cần thiết, mặc dù là muốn hay không muốn, bởi vì chúng ta cần phải bảo vệ một cái lợi ích lớn hơn. Như Tổng Bí thư nói là phải trị một người để cứu muôn người, phải bỏ đi một vài cái cây hỏng để cứu cả một vườn cây, cả một rừng cây. Cái nhân văn của chúng ta đó là xử lý những hành vi tham nhũng một cách nghiêm túc, nhưng chúng ta không lấy đó để có tính chất tạo dựng
lên những vụ án mà cái chân văn nhân văn lớn nhất của chúng ta chống tham nhũng đó là gì? Là cho con người và vì con người, vì hạnh phúc của nhân dân. Từ kết quả đó, cán bộ đảng viên và nhân dân lại kỳ vọng công cuộc chống giặc nội xâm do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo sẽ đạt kết quả cao hơn nữa khi mà ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực được thành lập ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Chúng ta làm và làm hơn nữa, làm quyết liệt hơn nữa để sự tin yêu của dân đối với Đảng càng ngày càng nhiều hơn. Một mặt vẫn duy trì cái ngọn lửa mạnh mẽ như thế, nhưng mặt khác chúng ta từng bước để tạo dựng một cái nền quản trị tốt hơn, chúng ta tạo dựng được một cái đội ngũ cán bộ liêm chính hơn và để cái cuộc đấu tranh chống tham nhũng của chúng ta nó có tính bền vững và hiệu quả hơn nữa. Những kết quả đã đạt được trong 10 năm phòng chống tham nhũng tiêu cực vừa qua là tiền đề quan trọng, là niềm tin vững chắc để tới đây toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục thống nhất nhận thức và hành động, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ mới của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhất là việc thành lập và triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực, tạo sự thống nhất, đồng bộ và quyết tâm cao hơn nữa của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực.